Chào mừng tất cả các bạn đã đến với review Animu. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt cho các bạn 5 tập đầu của bộ Animu lúc đấy tôi chuyển sinh thành Slam. Nhân vật chính của chúng ta là một nhân viên công sở. Anh không may bị mất cũng gọi là hơi nhiều máu một tí do đỡ một giao hộ đàn em chung công ty. Và thế là anh thăng thiên. Lúc tỉnh dậy thì anh đã biến thành Khải Lốc Xoáy, một con Slam. Trong lúc đi lòng vòng quanh hang thì anh gặp được Bạo Phong Long Veldoza. Không ngại việc không cùng đẳng cấp, cả hai đã trở thành bạn chí cốt của nhau. Để đáp lại lòng tốt của Veldoza, anh đã ăn cầm mở Veldoza luôn. Sau đó anh đã tiến hóa thành Slam phản động và ra khỏi hang, thay vì cứ sống mãi trong đấy như người Navi. Nhờ việc nuốt Veldoza mà giờ đây Silver nhìn anh đều phải cúi cái mặt xuống, tại vì chúng biết nếu khệnh khạng là anh giúp vỡ Alo. Và rồi bọn chúng tôn anh lên làm bố. Và do việc Bạo Phong Long biến mất, dẫn đến sự hỗn loạn của khu rừng, bầy sói cũng tấn công làng. Nhưng rồi chỉ một phát Deagle vào đầu của tên thủ lĩnh, bọn còn lại cũng nhanh chóng quy hàng. Sau khi được đặt tên, Zanga đã tiến hóa thành sói phản động. Tất cả các Goblin trong làng cũng tiến hóa thành Half Goblin phản động. Chiều đấy anh đã hỏi Zanga rằng có hận mình vì đã giết cha của cậu không? Cậu không những không hề oán hận mà còn tỏ ra trung thành hơn. Ngày hôm sau, anh cùng với Gomuta đi đến Vương quốc Vũ Trang đi qua gần, nơi có cả eo lẫn người lùn. Chưa vào được bên trong anh đã bị mấy thằng MG kiếm chuyện. Nhưng chúng nào biết được rằng anh thật ra chính là ông cố nội của Symbol, anh chỉ đang sờ mớp ở Randova thôi. Và rồi anh bị còng đầu vì bị nghi ngờ là người Navi. Nhưng nhờ vào việc anh cho những người lính bị thương thuốc hồi phục toàn phần mà đã được thả. Cuối cùng cũng gặp được người thợ rèn với tay nghề cao. Mặc dù thế người ấy lại quá trung thành với vương quốc này nên vẫn đang lưỡng lự không biết có nên rời vương quốc hay không. Lúc đang ở quán bar, anh đã thấy được những người định mệnh trong cuộc đời của anh ở tương lai. Đấy chính là vợ của tôi. Đúng lúc này thì Vesta bước vào. Cũng như bao người khác, hắn cũng rất khinh thường Nova và Silver. Nhưng liền ăn một viên ốc ngay giữa mồm. Thế là cả đám lại bị còng đầu. Có mặt ở phiên tòa là vị vua của vương quốc này, mặc dù không rõ thông tin ra sao nhưng nhìn sơ qua cũng biết GE cũng phải gọi ông bằng cụ. Bằng những lập luận chặt chẽ và hết sức thuyết phục mấy thằng thiểu năng, phần thắng thuộc về Vesta. Kết quả là Kachin bị đuổi khỏi vương quốc, ông đã tìm được con đường mới, tuy vậy ông đã nói với quốc vương rằng ông sẽ mãi trung thành với vương quốc này. Vesta cũng bị đuổi vì đã làm mất mối làm ăn lớn. Subscribe Smim Hub để không bị kỳ thị như người Navi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này, hẹn gặp lại các bạn khi các bạn không còn là Silver.